Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu với các bác mẫu xe Gian XTC 800. Đây là phiên bản 2018 được trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG, bánh 27,5, khung nhôm, đồ nguyên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Nước sơn màu chủ đạo là màu trắng. Trên form của năm 2018 này nó khác form của những đời trước, nó thiết kế nó cũng thanh mảnh hơn nhưng mà cấu hình thì nó cũng như nhau. Đồ đạc nguyên bản, dòng Gian này thì các bác yên tâm là bởi vì Gian là thương hiệu xe mà nó có kỹ thuật thiết kế cái khung là tốt nhất trên thế giới hiện tại. Dòng XTC 800, dòng quốc dân. Trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG. Những đời trước cũng thế. Đùi cực rỗng, bánh 27,5. Ghi động của chiếc xe thì cũng được trang bị đôi tay bấm DOG, thanh dầu Shimano và khóa hành trình bản sóc trên tay lái. Dây là đi âm sườn. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 57 cm. Chiếc xe có size ở đây người ta ghi là size M, size trung bình cho các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 ghi là phù hợp. Mười tầng lít và 3 tầng đĩa và 30 tốc độ, chuyển động rất là mượt mà. Bên em đang bán chiếc xe này với mức giá là 10 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác sở hữu tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe mà bọn tôi đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.